Có lẽ sẽ là một chàng ca sĩ miền xuôi quê hát về Tây Nguyên. Lời hát nữ thân mặt trời, nữ thân mặt trời của tôi. Đi tìm lời dung nữ thần mặt trời. Đây là bài hát lần đầu tiên Dương hát. Vẽ ra một cái phong cảnh rất là rộng lớn của núi rừng Tây Nguyên. Mình thì không sống ở Tây Nguyên, nhưng mà Dương nghĩ rằng là những gì thuộc về Tây Nguyên rất là bản sắc và có những cái nét văn hóa rất là riêng. Anh có gặp áp lực trong việc là thể hiện bài hát này trên sân khấu của Hoa Xuân Ca không ạ? Khi đã cất lên tiếng hát về quê hương đất nước thì bao giờ cũng mang một cái trong mình một cái niềm tự hào tràn dâng, mở cái rộng cái tầm hiểu biết của mình về văn hóa của Tây Nguyên và được đắm chìm với những con người, những cái màu sắc rất là riêng biệt đó để mình hát theo cái cảm nhận của một người dân đồng bằng Bắc Bộ, cái thanh thang của đại ngàn của miền núi thì như là Dương đang cất cái tiếng hát lồng lộng giữa không gian của núi rừng vậy. Và dạ, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới này thì hát để như chói chang như mặt trời như vậy lại càng giúp cho người nghệ sĩ thăng hoa hơn bao giờ hết. Tôi đi tìm VPBank Prime, thương hiệu tài chính dành cho thế hệ người Việt trẻ dám bứt phá.